Đầu tiên xin chào tất cả các anh em càng thủ đam mê cá tình mà Tổ quốc. Hôm nay tục lên em một clip gồm 11 cái câu nha anh em. 11 cái câu này, 11 cái câu câu lăng xê đó, chuyên cho anh em câu lăng xê, câu cha, câu chép. Thì em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi một clip em lên á thì sẽ đăng lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thứ nhất tham khảo. Thì cái thứ nhất em ra cho người là một cây cắm gốc đó. Chất liệu là cái liệu sợi thủy tinh nha anh em, đó, chất liệu sợi thủy tinh. Đây mọi người. Đó. Thì cây cắm gốc này hàng chắc hàng của China xuất Nhật rồi đó. Thì biết sao nó vậy thôi anh em đó. Thì cây này hàng của China xuất Nhật nha anh em. Đây nó đây đó, cây này dài 2m1, cắm gốc phen thường bát thường nha mọi người. Ngoại hình này thì lung linh nha mọi người, sạch sẽ đẹp đẽ luôn đó, không lỗi lầm gì hết, keo chỉ ok nè. Phen là phen thường, tất cả đều ok hết nha. Thì cây này độ cứng nó ra tầm khoảng 50 nha anh em, độ cứng ra tầm khoảng 50. Cây này chuyên cho anh em câu ghe trên câu bè nha anh em, câu ghe câu bè. Rồi, cây này nặng là 328g, đọt 2.5 ly, dài 2.1. Rồi, cái giá công khai 500 nha anh em. 500 cộng ship cây số 1. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 bên cho người là một cây cần 3m. Cây này cho anh em câu chép thôi. Đó, dạng câu chép, câu lăng xê. Thì cây này cán là cán bằng nha anh em. Thì cái này một hãng của ABG Pencil nha anh em. Đó, hàng của Korea xuất Nhật. Đó, chất liệu là carbon này, nó có xứ sát đây. Đó. Xứ sát nha anh em, xứ sát li ti. Phen là phen Fuji, bát là bát Fuji, bu là bu xít nha anh em. Bu Fuji xít. Carbon nha mọi người, chất liệu carbon. Xước sát cái này thì cái này dài 3m, nó tải mồi từ 5 đến 30g, tải dây từ 6 đến 20 lb, tem sức đầy đủ nha. Carbon sẵn găng đuốc nè. Đó, dạng này về cho anh em câu lăng xê câu chép nha mọi người, câu lăng xê câu chép không thôi anh em có thể lấy lua cũng được, dạng lua mà giả mà đánh cảm giác á. Đó, cực kỳ ok anh em. Phen Fuji bass Fuji, phen bass Fuji tam hoàng nè. Đó thì cái nặng là 211g, 221g, đọt 1.7 ly. Rồi, giá công khai số 2, giá khoảng là 700. Giá cực kỳ bèo luôn nha mọi người. Tiếp theo cái số 3 nha mọi người. Cây số 3 bên cho người là một cây cần của Ryobi. Đó. Chất liệu là liệu carbon nha nè. Đây, nó sẵn đây. Đó. Phen là phen Fuji, bát là bát Fuji. Dạng phen Fuji lỗi xám nè mọi người. Đó. Bát là bát Fuji tam hoàng. Chất liệu carbon. Đó. Sứ xám. Ngoại hình cái này có xước sát là thời gian nha anh em. Ở ngoài hình xước sát thời gian Boroboxit. Thì cái này dài 3m9 cứng 50 nha anh em, dài 3m9 cứng 50 super carbon. Nước sơn thì ok nha mọi người, nước sơn ok. Có chỉ của keo anh em. Đây keo nó bị rạn một tí đây, đó. Nhưng còn rất là chắc nha anh em, bao chắc nha. Đó, đây dưới đây cũng vậy. Đó, đánh mà anh em về đánh thoải mái. Cái này em test rồi, không ảnh hưởng gì hết. Đây cũng vậy nè, đó. Cần sao thì em nói anh em vậy thôi. Đó, cái này về chuẩn cho anh em lăn xe nha anh em. Anh em lăn xe cha chép. Thì cái này nặng là 470g, đọt 2.5 ly, cứng 50, dài 3m9. Rồi, giá cây số 3, giá là 700 nha mọi người. Đó. Cây số 4 cũng vậy. Cây số 4 vẫn là giá 700. Dài 3m9. Cứng 50 đó mọi người, dài 39 cứng 50, vẫn là hàng super carbon thương hiệu Ryobi đó. Ê mọi người, Fuji lỗi xám nha, phen này còn đẹp đẽ nha mọi người. Đó, bu và bu chống, bu và bu xít luôn, phen thì sạch sẽ đẹp đẽ nha mọi người. Đó, có chân phen á, cái chân phen nó bị hơi bị gạn một tí thôi, không ảnh hưởng gì hết nha. Đó, cần sao thì em chịu khó soi chậm chậm cho anh em vậy. Đây nó rất là chắc nha anh em, nó không rung rai gì đâu. Dài 3m9, cứng 50, nặng là 470g, đọt là 2.5 ly. Đó, rồi giá công khai số 4, giá vẫn là 700. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 lên cho người là một cây cần riêu, cần của Suzumi. Đó. Thì cây Suzumi này là một cây Suzumi hàng của Korea xuất Nhật nha anh em. Bass là bass thường, bass hãng của Suzumi, bass đề cao.
Fan là Fuxi lõi xám nha mọi người, fan Fuxi lõi xám. Foil Suzumi thì dạng gốc này, gốc carbon sáng nhất cho nè, gốc này là gốc carbon sáng nhất đây, dạng nổi răng này mọi người đó. Cây này cứng 30, dài 2m7, dạng cho anh em con cha chép con lăng xe nha, cha chép lăng xe, anh em lăng xe đánh mấy cái này cực kỳ thích luôn, dạng đánh cảm giác đó, cục cha cũng được. Tem sức nhật đầy đủ nha anh em đó. Nói chung thì cần không lỗi làm gì hết đó, keo chỉ cây này còn ok hết nha anh em. Thì anh em cần báo em chụp cận cảnh cho anh em nhé. Thì cái này nặng là 380g, tọt 2 ly 2, cái này giá công khai là 700 luôn nha mọi người, 700 cộng ship cái số 5. Tiếp theo cái số 6, cây số 6 lên cho mọi người một cây cần của, để em xem cần của hàng nó bay mất cái tem này, hình như là cây này của Suzumi luôn đó. Thì cây này dạng carbon sẵn nha anh em, carbon sẵn đây, cực kỳ đẹp luôn, carbon đỏ. Fan là fan Fuxi lỗi lỗi xám mà dạng xứ dạ quang nha anh em. Bát là bát Fuxi đây nè, sẵn gần guốc nha. Đây fan đây, fan lộn dạng fan dạ quang nha, đọc là đọc tháp nha mọi người, đọc tháp. Rất là nhạy cá luôn, fan cực kỳ đẹp nè đó. Cây này dài 2m4, cứng là 50 và 80 nha nè, 2m4 cứng 50-80, cây này hai đọt nha. Dạng này thì một số anh em ở Nha Trang á, thích đánh lắm, đi ghe đi tàu á, đánh mấy cây này cực kỳ đã luôn, câu động, câu lù đù, cá đục á. Dạng anh em câu chép, câu cá cha cũng rất là ok anh em, phôi là khỏi chê rồi, đó, phôi sẵn khỏi chê, hai đọt, tùy địa hình địa điểm anh em câu nha, đó. Keo là keo nguyên zin nha. Thì cái này nặng là 320g, đọt 2 ly 5 cứng 50, đọt 2 ly 7 cứng 80. Rồi giá công khai số 6 giá 1 triệu nha nè, 2m4. Tiếp theo cây số 7, cây số 7 thì nó dài 2m7 nha nè, số 7 dài 2m7 đây mọi người. Đó, carbon nha nè, chất liệu là carbon. Thì lếp này em lên full carbon cho anh em nha. Bát là bát Fuxi tem quang Japan, sẵn găng guốc nha. Fan là fan Fuxi lõi xám nè, keo chỉ thì ok rồi, không lỗi lầm gì hết. Đó, cây này cây power bit đọt ở đây mọi người. Đó, thì cái đọt màu đỏ hình như nó bị mất một phân. Đó, đây mọi người. Đó, có thể so sánh thì cần thế nào thì em báo anh em vậy. Keo chỉ cũng ok hết nha anh em. Đó, hai đọt. Thì hai đọt này tùy địa hình địa điểm anh em câu nha. Cây này dài 27, đánh rất là thoải mái luôn. Thì hai đọt đây nè, thông số đây, thông số 50, 80 và 80-120 nha. Đó, cần ngoại hình ok, đẹp đẽ, sạch sẽ. Phen chỉ thì ok hết nha mọi người. Đó, con cha con chép thoải mái. Rồi, cái này nặng là 330g, đọt 21 cứng 50-80, đọt 2 ly 4 cứng 80-120 nha. Rồi, giá công khai số 7 giá là 1 triệu nha anh em, 1 triệu cộng ship và 27. Tiếp theo cây số 8, cây số 8 cho mọi người một cây của Suzumi. Thì cái này vẫn là một hàng carbon sẵn nha, carbon sẵn đây. Bát là bát Fuxi tam hoàng. Fan nha, fan dạng fan Fuxi lõi xám nha. Đó, fan thì bao ok rồi. Đó, cần thì ngoại hình có xuất sắc nè. Thì cái này cứng 50 dài 3m5 nha nè, cứng 50 dài 3m5. Dạng nó bị rỉ cái này nè, lớp keo ở ngoài nó bị ố nha nè, không sao, không ảnh hưởng gì hết. Bù chống sắn môi chè nè, dạng bù môi chè, bù này bù thường chứ không được sống trắng. Thì hàng của Suzumi, hàng Korea xuất Nhật, chất liệu carbon nguyên cây, đọt không phải đọt tháp nha nè, cái nào đọt tháp báo nên đọt tháp, carbon sẵn tới ngọn nha mọi người. Đây, thì cứng 50 dài 3m5, chỉnh cho anh em là cột cha, cột chép, cột lăng xê nha. Đó,
Thì cái này nặng là 274 g, đọt 2.7, giá công khai là cây số 8, giá là 700 cộng xếp nha. Đó. 700 cộng xếp mà so với một cây cần carbon hàng kiện Nhật này á, về đánh cực kỳ ok nha. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 em lên cho mọi người một cây cần 3 khúc hàng carbon sẵn chặt ít. Sẵn này sẵn gân guốc luôn, sẵn nổi nha anh em. Đây. Đó, cây này là cây sum Sumbo. Đúng rồi. Sẵn đây, các bạn sẵn nha anh em. Phen phen Fuji loại xám nha mọi người. Đó, dạng Fuji loại xám, bô cũng quậy luôn. Đó. Cây này cứng 50 dài 3m3, thông số cực kỳ chuẩn nha anh em. Đó, cứng 50 dài 3m3. Hàng cho anh em câu tra, chép, câu lăn xe thoải mái nha. Nó keo còn rất là ok luôn nha mọi người. Đó, keo còn rất là ok luôn. Phen vẫn quậy. Phen không lỗi lầm đâu. Bao lỗi lầm phen luôn. À, xe phen nha anh em, lại đẹp. Rất là đẹp luôn mọi người. Phôi sắn rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, cái này thì nặng là 370 g. Đọt 2.9, cứng 50, dài 3m3. Rồi, giá công khai cây số 9, giá là 1 triệu nha anh em. 1 triệu cây số 9 carbon sắn. À, nhìn xa nó sắn găng gút nè. Đó. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 ổng lên cho người là một cây cần 3 khúc. À, nội địa luôn nha mọi người. 3 khúc nội địa Suru. Đây nè. Dạng carbon sắn ít nha anh em. Đó. Đây. Đây, sắn tới góc dưới đây luôn. Trên đây thì sắn chìm nha, sắn nổi á. Đây này, đó. Bát Fuji tam quang, phen là phen Fuji dạ quang. Đây mọi người, đó. Thì cái này về anh em câu tra chép lăn xe nha mọi người, đó. Thì nó sắn tới ngọn luôn, này ngọn nó đây, đó. Phen đây, soi phen cho anh em xem. Đó, cực kỳ đẹp nhá. Cây này keo chỉ phen ok hết trơn nha anh em. Suru. Thì cái này cứng 50 dài 3m6. Phen là phen Fuji dạ quang. Đây, cực kỳ đẹp nha anh em. Thì vẫn là một hàng về cho anh em câu tra chép lăn xe thôi. Đó. Anh em đánh giặc bờ biển cũng được. Thì cái này nặng là 370 g, đọt 2.6, giá công khai 1 triệu anh em. Đó, cứng 50 và 3m6, giá 1 triệu. Cái cây carbon hai da này nè, lần trước bán cực kỳ cao luôn nha anh em. Đó, tầm khoảng 1.2 á, bây giờ sale luôn, giá 1 triệu. Tiếp theo cây cuối cùng, cây số 11. Cây số 11 lên cho mọi người là một cây cần power bit, hàng vẫn là hàng nội địa. Đây mọi người. Đó, thì cái này là cây phen lá. Cứng 30, dài 3m3. Phen là phen Fuji Sit, phen lá nha anh em, phen Fuji Sit, phen lá. Ngoại hình anh em, ngoại hình dạng xuất sắc rồi. Đó. Bát là bát Fuji tam quang, góc là góc đối trọng nha anh em. Đó. Góc đối trọng. Móp cân bằng. Cần xuất sắc nha anh em, cần đẹp. Keo chỉ ok cho anh em. Phen này thì dạng phen lá thì đánh dây ga là khỏi chơi. Đó, dạng đánh cảm giác, đánh dây ga khỏi chơi. Dạng này về mà gặp con chép cái đánh cực kỳ phê nha anh em. Đó, cứng 30, dài 3m, phen lá. Đó, bộ phen này không đủ ăn tiền rồi nha mọi người. Đó. Đẹp nha anh em, phen lá là chết thích nha. Bù chống sắn, hàng nguyên sinh, nguyên kiện. Thì cái này nặng là 380 g, vì cái góc này góc đó trọng nè, góc inox làm đầm tay nha anh em, cầm rất là đầm tay luôn. Thì đọt 1.9, giá công khai cái số 1 giá là 1.2 anh em, 1.2, cứng 30 và 3m. Rồi đó, tổng cộng 11 cây cần em lên cho hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt để em lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.